Innova chị ơi, Innova bản G208, gốc thành phố Biển Bình Dương nha, biển số Phát Lộc 61A 320 68 86 chứ. Số 9 nút mà số đẹp luôn chị, màu cát vàng. Xe đẹp lung linh nha. 2008 G xịn gia đình. Máy rin chạy êm cực kỳ anh chị. Xe này tâm bán 245 triệu nha anh chị. Xe đẹp đó, phải số đồ màu cát vàng. 245 triệu anh chị. Mâm lớp đẹp, vỏ đẹp, mâm đẹp, đèn đuốc rồi rin hết à. Đăng kiểm còn tháng 6 2023. 208 anh chị. 208 tới năm nay là đăng kiểm, nếu đăng kiểm lại là được 5 nha anh chị. Nay đăng kiểm là 1 năm, 208 20 năm thì 2028 còn 6 6 lần đăng kiểm 1 năm nữa, 7 lần đăng kiểm 1 năm. Quá ngon. Xe này thì nước sơn rin cũng còn khá khá là nhiều ha. Gương kiến rin hết anh chị. Vỏ lớp còn ngon, gầm bệ thì chắc, máy cực kỳ êm và nhẹ luôn. Đèn đuốc là rin hết nha. 245 triệu nha anh chị. Biển số Bình Dương, gốc thành phố. 208 xe đẹp. Có nghĩa là bên ta mua là lựa xe khá khá chứ không có mua xe bèo nha anh chị. Xe này gốc thành phố 208 ha. Chứ không có mua xe bèo nên chị lên thấy cái xe là vừa bụng liền. Nước sơn rin cũng còn rất là nhiều, màu là màu vàng cát nha. Phim cách nhiệt dán hết rồi. Rồi ghế là ghế 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 bọc da, nhìn nó sạch lắm. Càng nỉ nguyên rin, có bọc ni lông, có màn hình và có cam lùi. Qua lăng làm gì? Củ số nè. Mấy cái này còn còn đẹp lắm, còn nhám luôn, còn nhám rằn rì luôn. Đô chạy 178 ngàn anh chị. Mấy cái này còn đẹp lắm nè. Công tắc rồi còn đẹp nè, thấy không? Xe khá xe nha anh chị. Chốt nhanh cho anh chị luôn ha. Chốt nhanh cho anh chị luôn. Bao rút hồ sơ nha. Keo chỉ riêng hết. 245 triệu anh chị. Copy rồi là tươi lắm nè. Sản xuất 208, số quản lý 50, có nghĩa là gốc thành phố, sang tên về Bình Dương năm 2017. Tiền nào của đó nha anh chị. Keo chỉ riêng hết. Lòng về rồi, đẹp lắm. Chắc xe Bình Dương thành phố là xe được xe nha. Nó không có tệ. Vỏ lớp còn ngon, đăng kiểm còn dài. Mọi thứ đang hoạt động tốt hết nha anh chị. Ưng ý hết. Nhìn cái nội thất là biết rồi ha, xe gia đình đi kỹ đẹp. Có lỗi chút xíu hơn trước, tí nữa tâm chỉ cho nha. Còn chưa mở gì hết à. Keo chỉ riêng hết.
Vỏ lớp còn ngon, gầm đẹp. Xe này là xe đẹp chứ không phải xe tầm bậy tầm bạ nha anh chị. Đẹp xe, mình thùng đẹp thẳng băng. Tươi lắm, đẹp lắm anh chị. Có màn hình rồi. Mình thùng đẹp nè, thẳng băng. Nếu mà tầm tiền này và chất lượng này thì rất là phù hợp. Bây giờ xe 201, 202, 203 đầy. Nhưng mà anh chị coi coi xe đi. Mình dễ nhận định hơn ha. 245 triệu nha anh chị. Innova bản G208, xe gia đình xài kỹ. Chắc xe đẹp. Cam lùi đầy đủ, máy rin êm ru, không có rò rỉ nhớt, không có xì dầu xì nhớt cả anh chị ơi. Gương kiến là rin hết, thường là gương tài này hay bị vỡ lắm nhưng mà gương rin hết. Ốc capo là còn rin hết anh chị. Đẹp xe, keo chỉ riêng. Xương đầu này, màu này là màu vàng cát nha chị, màu dễ thương. Xe này hồi xưa nó bị lỗi tí ngay đây nha chị, lỗi ngay đây. Nè, ngay chỗ đây, ngay cua nè, ngay cua đèn chỉ đầu riêng hết nè, chỉ riêng. Chỉ riêng, cabo riêng mà nó bị lỗi ngay đây, không biết lý do là sao nha anh chị, lỗi sơ. Cái này thì trong ngành trong nghề nhìn mới biết ha. Như bên đây riêng nè. Đó. Có thể bớt lọc cho anh chị 1-2 triệu ha. Anh chị liên hệ vào hai số điện thoại 0917 nha, 215512 và 0974 83 5522. Công ty ô tô Duy Tâm đang chào bán con xe Innova bản G đời 2008, gốc thành phố, xe gia đình chuẩn rin, đẹp, lỗi nhẹ cái má bên bên tài tí xíu. Còn capo đồ là xương là rin hết, capo rin hết, keo chỉ rin hết. 245 triệu bớt lọc cho anh chị 2-3 triệu gì đó. Anh chị có nhu cầu thì alo cho Tâm để sở hữu con xe này vừa ý nha anh chị. Xe chạy như ý luôn, im ru. Mọi thứ đang ổn định nhất có thể ha. Từ vỏ, lốp, mâm, nội thất, ngoại thất, đồ chơi, đăng kiểm, gầm bệ, máy móc, ok hết. Alo cho Tâm để sở hữu con xe vừa ý ha. Đó. Đó là con xe 208G xịn,
gốc gia đình màu cát vàng rất là đẹp, nước sơn rin cũng còn khá khá là nhiều, máy rin im ru, máy lạnh tốt, mọi thứ đang hoạt động ok, mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không tốn 1.000. Đó, tâm bán cho anh chị là 245 triệu, bớt lọc đường xá anh chị đi đến xăng cộ 2-3 triệu, còn khoảng 242 triệu là tâm chốt ha, bao rút hồ sơ nha anh chị. Xe này được cái gốc thành phố, anh chị em nào ở thành phố thì đỡ tốn tiền biển số ha. Rồi, tất cả xe bên Tâm là đang chào bán, anh chị có nhu cầu thì đến xem thực tế và chạy thử, vừa ý thì chốt đơn. Tâm xin chào bà con, xin hẹn gặp lại bà con, và rất là cảm ơn bà con đã quan tâm, yêu thương, theo dõi cũng như là đăng ký kênh ô tô Duy Tâm ha. Nhiều sự lựa chọn tại công ty nha, anh chị em bà con hãy đến và xem trải nghiệm, được thì ủng hộ Tâm ha. Tâm xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.